Rồi, xin chào tất cả các bạn ha. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục lại với chuỗi video clip 777 từ vựng thông dụng nhất cùng với mình ha. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ học 3 từ vựng và 3 cấu trúc, cũng như là 3 từ vựng, một vài cấu trúc và một 3 câu ví dụ. Thì cách thực hành cũng như cũ là các bạn hãy đọc ví dụ, đọc các câu ví dụ thông qua đó thì các bạn cũng học từ mới luôn, cũng học cấu trúc luôn ha. Sau đó rồi đăng lên trên nhóm là được rồi. Rồi, chúng ta đi vào cấu trúc và từ vựng hôm nay nha. Thì ở video clip trước thì có mấy bạn bình luận nói rằng là mình hãy chèn cấu trúc vào. Thì thực sự ra mình có chèn rồi, mình cũng chưa có tô đỏ lên thôi. Thì hôm nay thì bây giờ mình sẽ nói rõ hơn về các cấu trúc luôn, rồi sau đó mình sẽ đi từ cấu trúc cơ bản cho đến cấu trúc nâng cao nhá. Rồi, ở đây thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái từ là one này. One này nó bằng với want to, đúng không ạ? Want to thì người ta sử dụng trong văn viết, tức là mang nghĩa là muốn làm cái điều gì đó. Còn wanna thì người ta sử dụng trong văn nói nhiều hơn. Các bạn lưu ý không dùng chữ wanna trong văn viết nhé, chỉ dùng trong văn nói thôi. Ở đây thì mình lấy ví dụ luôn. Ở đây có một câu như thế này. Trước tiên đó thì chúng ta học từ vựng này ha. Từ vựng này mang nghĩa là tận tụy. Các bạn để ý là trọng âm đánh âm tiết thứ nhất. Đây mình nói chậm cho các bạn mới học thì có thể hiểu cách phát âm nha. Ở đây chúng ta sẽ đọc là D với chữ Y, mình đọc là de, de, e đó các bạn nhé. De, de, daily. Daily, delicate, chữ K nè, K A nè, K, delicate, delicate, đúng không ạ? Delicated, the, chữ T mình E với chữ I với chữ D nè, T I D, ted, ted, delicated, đúng không ạ? Delicated, các bạn đừng quên cái âm D này nhá, mà nghĩa là tận tụy nha các bạn nhá. Rồi, ok, chúng ta cùng tiếp tục qua câu ví dụ. I wanna be, I wanna be. I wanna be gì đây? Delicate and thoughtful teacher. I wanna be a delicate and thoughtful teacher. Đúng không ạ? Delicate. Nó mà ý nghĩa là tận tụy nha các bạn nha. Rồi, các bạn lưu ý các bạn bỏ chữ want to vào đây cũng được, hoặc là các bạn sử dụng chữ wanna cũng được. Nhớ nha. Wanna chỉ sử dụng trong văn nói thôi, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta cũng phải biết cái từ này, tại vì trong văn nói người Mỹ họ dùng cũng khá là nhiều nha các bạn nha. Rồi, các bạn hãy dịch cái câu này xong rồi bình luận phía dưới video clip ha. Rồi chúng ta qua từ tiếp theo là be gì đây? Gonna nha. Gonna cộng với một động từ có nghĩa là nó bằng với be going to đó các bạn nha. Be going to có nghĩa là sẽ làm cái gì đó, dự định làm cái đó trong tương lai, đúng không ạ? Nó sẽ làm cái gì đó, tức là gần làm điều gì đó rồi. Giờ mình nói là gì đây? I am ở đây từ các bạn để ý cách đọc trước nha. Gonna, 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 đúng không ạ? I'm đọc có ví dụ nha các bạn nha. I'm gonna, gonna call. Ở đây là động từ nha các bạn nhé, cộng với động từ nè, mình cộng với động từ call là gọi, đúng không ạ? Gọi. Gonna call the cops là một từ khá là đặc biệt nha các bạn. Các bạn cố gắng dịch câu này xong bình luận phía dưới giúp mình ha. Cops. Rồi, gonna nhớ là bằng với be going to có nghĩa là sẽ làm gì đó trong tương lai gần, đúng không ạ? Rồi, chúng ta qua từ tiếp theo ha. Từ tiếp theo chúng ta sẽ đọc một danh từ. Từ này chúng ta sẽ đọc như thế này, các bạn để ý nó mang nghĩa là chuyên môn nhá. Đây có chữ E với chữ K, mình đọc là ek. Ek. Thêm chữ S nè, ek. Rồi chữ super nè, expert. Âm ơ dài nhá, có dấu hai chấm các bạn đọc dài hơn. Expert, đúng không ạ? Expertise có đuôi, có trọng âm này nên chúng ta đọc cao hơn bình thường nha các bạn nhé. Expertise đúng không ạ? Nó mang ý nghĩa là chuyên môn. Ở đây các bạn để ý không? Cấu trúc này nó quen không? Have, no. Các bạn xem hai video clip trước thì các bạn sẽ quen được, nhìn được thấy cấu trúc này. Mình cố tìm, mình lặp lại một lần nữa cho các bạn nhớ luôn cấu trúc này ha. I have no expertise. Expertise in developing websites. Đúng không ạ? Rồi, các bạn hãy cố gắng dịch cái câu này xuống phía dưới, rồi cố gắng làm sao là mình lặp đi lặp lại những cấu trúc. Nếu khi nào các bạn quên thì các bạn hãy nhớ video clip mà mình đã học, các bạn xem lại là được ha. Thì có những cái góp ý gì mà để cho video clip nó hữu ích hơn cho các bạn thì các bạn hãy bình luận bên phía dưới nhé. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Bye bye.